Tổng thống Donald Trump tới gặp những người còn sống sót sau cơn lốc xoáy tại tiểu bang Tennessee. Tổng thống Hoa Kỳ Trump vào ngày thứ Sáu, ngày 6 tháng 3, đã được tháp tùng tới thăm tiểu bang Tennessee, nơi vừa bị lốc xoáy tàn phá khiến hơn 20 người bị thiệt mạng, đồng thời san bằng nhiều nhà cửa và hạ tầng cơ sở trong vùng. Không những tới thị sát mức độ thiệt hại từ dông bão, nhà lãnh đạo Tòa Bạch Ốc còn tới gặp những người may mắn sống sót sau cuộc thiên tai. Một trong những điểm dừng chân của ông Trump là thị trấn Cookeville, nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi lốc xoáy ở mạn đông của thành phố Nashville.